Xin chào cả nhà đã quay trở lại với kênh LB Audio Đã Mặt Và Xương Tai. Đầu tiên thì rất mong anh em hãy bình luận cũng như là comment bên dưới để chúng ta có thể trao đổi những cái đam mê với nhau nhiều hơn nữa. Giới thiệu với tất cả mọi người, đây là con 1980, bên phải sẽ là 1980 một la mã và bên trái sẽ là 1980 hai la mã. Thì ngày hôm nay em sẽ nói về hai cái con này, xem thử là chất âm của hai con này nó như thế nào và có những cái gì nó khác nhau và chênh lệch nó ra làm sao. Ok, bắt đầu. Thì nói về con 1980 thì đây là model mà Sony phát triển dành riêng cho những người mà trong phòng thu, tức là studio. Thì đây là cái thế hệ đầu tiên, đó là 1980. Thì đến thế hệ thứ hai thì nó có thêm một cái chữ, đó là studio và 1980 hai la mã. Đây là cái chuỗi series rất là thành công của Sony và em nó phát triển đến 5 series. Về ngoại hình, bố cục giống nhau hết. Ở phía trên này chúng ta sẽ có nè, anh em nhìn thấy nè, gần như là giống nhau, không khác nhau gì hết. Vẫn có ba cái phím trượt, bass, treble, volume. Và bên đây nó cũng như vậy. Rồi hai cái nút gạt đây, một cái là AFC, một cái ESS. Còn đây vẫn là hai cái gạt. Thì chúng ta sẽ nói đến cái chức năng này sau. LED nét nè, và Select Tag để chúng ta có thể chọn cái phần băng phù hợp cho chiếc máy của chúng ta. Thì bên đây nó cũng như vậy, cũng có cái chế độ băng, cũng có mixing, cũng có radio, light. 1980, hai la mã vẫn như thế. Đấy. Về chiều cao, kích thước toàn bộ đều giống nhau hết. Nó chỉ khác biệt cái chỗ là cái con Sony 1980 hai la mã thì mặt đây đã thay thế bằng là mặt phay nhôm. Và cái phần viền lo cũng tạo nên cái điểm nhấn tổng thể của 1980, nhìn nó sang trọng hơn và đẹp hơn. Ngược lại thì con 1980 một la mã thì chúng ta sẽ thấy nó thuần tí và nó đơn giản hơn so với con 1980, nó không quá hầm hố. Thì cái điểm khác biệt mà của hai con này nó đến từ cái việc mà một con là bao gồm hai bên và một con là ba bên. Đây, về phía mặt bên hông chúng ta sẽ thấy cái điểm khác biệt đầu tiên, đó là con hai la mã thì nó có thể chơi được ba bên, đó là FM nè, SW và MW. Còn riêng con hai la mã này thì chỉ chơi được hai bên thôi, đó là FM và AM. Thì cái cần gạt nó chuyển sang đây, FM, AM nè, và AFC, SS nó để chung với nhau, một là on off. Còn cái thằng này nó tách biệt ra hai cái nút riêng biệt luôn đó, để cái bố cục ở trên nó gần như là giống nhau hết, nhưng mà chức năng của hai cái phím này nó khác nhau một tí, nó riêng biệt hơn. AFC và ESS nó tách biệt, còn thằng này nó sẽ gộp chung lại, và trên đây sẽ là cần gạt của FM và AM. Nó không có cái cần gạt này ha, ở con một la mã nó không có. Đấy. Còn về lại thì toàn bộ đều giống nhau hết, không có điểm gì là khác nhau. Về âm thanh thì cái con hai la mã này được đánh giá cao hơn so với cái con một la mã này. Anh em thích cái tiếng của cái con hai la mã này nhiều hơn. Đây là một cái sản phẩm được nâng cấp hơn về cái phần về mặt âm thanh. Và nó khác như thế nào thì bây giờ em sẽ test cái khả năng chơi âm thanh trên cùng một loại băng để cho anh em nghe và thưởng thức. Ok, thì bây giờ em sẽ test cái khả năng chơi âm thanh của cái con một la mã trước cho anh em nghe ha. Cho tôi được một lần nhìn hoa dáng đầu ngó, một lần cài hoa đó lên tim, một lần gì. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ test trên cái con hai la mã xem thử chất âm nó như thế nào. Sang nhà mới, tình yêu trong tâm với, ngọt tí nói thơm môi. Cho tôi được một lần chẳng soi tròn tôi, một lần nhìn mây mù quên trôi, một lần trời yêu thương ngàn mối, niềm tin xa về tới người sáng trên đường. Một
tần, nhìn đàn chim trắng bay dập dìu qua đó đây. Ngày đó được nghe súng im ơi đời tôi. Ok, nói về chất âm thì như anh em đã thấy và đã nghe thì cái con Sony 1980 2 la mã có chất âm nó hơi nhỉnh hơn so với con 1 la mã. Cái độ chi tiết nó cao hơn. Ok, xin cảm ơn tất cả các anh em đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video clip tiếp theo. Nếu thích clip này hãy like, subscribe, đăng ký kênh YouTube của LB Audio để có thể cập nhật những cái sản phẩm mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ạ.